Rồi quý vị ơi, tiếp theo là 761, hai cây trang. Hai cây trang là giá 300 nha quý vị. Có cây trang là trang hồng phấn nha quý vị. Cây này là quý vị thấy lá nó vàng khè không? Không gài, nó không có một miếng phân nha quý vị. Từ cái lúc mà nó bên Bến Tre nó về đây á, là 2 tháng mấy trước rồi, gần 3 tháng là nó ông chủ này là ông không có nước ông tưới nha quý vị. Ông bỏ khô luôn rồi nó vàng khè về tôi, cái đầu nước nó vô nó mặn tới nữa là tôi đâu có bón phân được đâu. Cái gì nó vàng vậy nha quý vị, chứ nó không có sao hết trơn nha. Anh nào mà chăm sóc được thì mua về ha, ho bế lại. Còn cây này thì nó tốt hơn, cây này là kêu cây chân sen. Rồi hai cây thì bán 300 nha quý vị, 300 thì coi như là bán vốn không có lời đồng nào luôn nha. Rồi vậy đó, anh nào có mua để chăm sóc được nó thì cứ mua về nha, còn không chăm sóc thì thôi đừng có mua đó. Ông nào mà hiểu được nó đó thì mua về nha. Đây là cây trang hồng phấn nha, đây là cây trang sen nha. Rồi cặp 300 nha. Rồi đó, nó lá nó vậy thôi, chứ về vô phân cái nguồn nước tốt lại á, ha, nước ngọt nha, là tốt lại là cứ việc vô phân. Còn tôi không dám bón phân, lá nó vàng vậy thôi chứ không là gì hết. Rồi cặp 300 xuống đi Bi ơi.